Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình nhỏ sẽ làm bì chay để cuốn gỏi cuốn. Ở đây là mình đã chuẩn bị. Đây là mình sử dụng 4 miếng đậu hũ mình chiên sẵn rồi. Rồi bên đây là bún bún tàu, 30 gram bún tàu mình đã cắt khúc nhỏ nhỏ. Và đây là khoai lang và cà rốt. 200 g cà rốt, 200 g khoai lang mình bào sợi. Còn đây là bơ rô. Bơ rô này á mình cũng đã phi. Mình làm bơ rô mình phi vàng rồi. Rồi ở đây là thính. Thính này á mình rang vàng rồi mình xay nhuyễn. Để một chút á mình trộn vào mình làm bì. Và những cái gia vị như là muối, đường và bột ngọt. Còn đây là bún. Bún mình cũng đã luộc sẵn và rau sống với lại bánh tráng. Rồi bây giờ đầu tiên á mình sẽ cắt cái đậu hũ này. Mình cắt sẵn cái đậu hũ này nha các bạn. Rồi đây, bây giờ mình sẽ cắt cái phần đậu hũ này. Đầu tiên mình xắt cái lát mỏng như vậy nè các bạn. Rồi sau đó mình sẽ xắt sợi lại. Mình xắt như vậy cho nó tương xứng với lại cái phần mà cà rốt với lại khoai khoai lang nhé các bạn. Để khi mình trộn lên cho nó đẹp. Rồi đây là phần đậu hũ mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cái bún tàu và khoai lang với cà rốt này á mình chiên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chiên những cái phần này. Dầu á mình cũng đã nấu nó sôi rồi nè các bạn. Bây giờ đầu tiên á mình sẽ chiên cái phần bún tàu này trước nha các bạn. Mình cho tất cả phần bún tàu vào đây. Dớt nó ra. Rồi, giờ mình sẽ dớt nó ra. Mình cho nó qua một cái dĩa. Mình có để một cái miếng giấy thấm dầu. Như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ tới cái phần khoai lang nha các bạn. Mình cũng chiên khoai lang trước. Này. Cái này mình để mình chiên cho nó cái khoai nó vàng lên rồi mình gấp nó ra. Rồi mình mới chiên tới cà rốt nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần khoai lang này á nó cũng đã vàng rồi nè các bạn. Mình sẽ vớt nó ra. Rồi mình cũng sẽ cho nó vào trong một cái dĩa có lót giấy thấm dầu như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hết cái phần cà rốt này vào mình chiên. Rồi mình cũng chiên cho nó vàng giống như là cái phần khoai lang vậy đó nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần cà rốt này nó cũng đã vàng rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt lửa. Rồi mình cũng múc nó ra hết. Rồi mình sẽ đi trộn nó. Đẹp không các bạn? Rồi đây là phần khoai và cà rốt với lại bún tàu mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn.
Bây giờ mình trộn bì này. Đầu tiên mình cho tất cả vào cái tô này. Mình trộn nó lên. Rồi, mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê bột ngọt. Đường, nửa muỗng cà phê đường. Mình không sử dụng đường nhiều nha các bạn, tại vì khoai với lại cà rốt đó, nó đã có cái độ ngọt trong đây rồi. Cho nên mình dằn thêm một chút xíu đường thôi. Và muối, muối mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Và cái phần bơ rô này mình cũng cho hết vào đây. Rồi mình trộn đều nó lên. Rồi cái phần thính này, đây mình cũng cho vào đây, mình cho từ từ thôi. Mình cũng trộn đều nó lên như vậy nè các bạn. Rồi mình cho thêm cái phần thính này vào đi. Thính nó nhiều thì nó mới thơm. Thính này hồi nãy á là mình rang là 50 gram gạo đó các bạn. Rồi mình xay nhuyễn nó ra, mình rang nó lên cho vàng rồi mình xay nhuyễn nó ra. Rồi trong lúc này mình cho hết cái phần đậu hũ này vào. Mình sẽ trộn đều nó lên. Này, mình trộn đều nó lên như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ để đây cho nó thấm cái phần gia vị này khoảng 10 phút rồi mình mới đi cuốn gỏi cuốn nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần bì này á, nó cũng đã thấm rồi nè các bạn. Bây giờ á, mình sẽ đi cuốn gỏi cuốn nha các bạn. Mình cho nó qua một bên. Rồi bây giờ tới phần mình đi cuốn gỏi. Mình cắt bớt cái phần này đi. Mình sẽ cắt những cái lá xà lách này nè các bạn, cho nó vừa vừa với lại cái gỏi cuốn, một cái cuốn gỏi của mình. Mình cắt sẵn như vậy á, để khi mà mình cuốn á, mình bóc nó cho nó lẹ. Rồi, mình cho nó qua một bên rồi mình sẽ chuẩn bị đi cuốn. Rồi, đây là bánh tráng. Bây giờ mình sẽ nhúng bánh tráng nha các bạn. Mình sẽ làm ướt cái phần bánh tráng nó sơ sơ rồi mình mới cuốn nó. Đây mình đặt nó lên trên một cái thớt như vậy. Rồi mình cho cái phần xà lách này vào. Giờ mình cho rau đồ lên. Một cái một chút ít thôi các bạn. Rồi bún. Rồi tiếp đó là cái phần bì này. Chặt hai bên lại.
mình sắp xếp để cho nó đẹp như thế này. Mình sẽ cuốn nó. Đây các bạn, mình đã có được một cuốn gỏi cuốn chay. Bây giờ mình sẽ cuốn tiếp tục nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cuốn tiếp. Cho lên như vậy nè các bạn. Mình gấp hai cái mí lại. Mình xếp gọn những cái đồ trong đồ bổ vào chính giữa của cái cuốn này. Rồi mình quấn nó lại như vậy. Rồi. Bây giờ bì cuốn chay của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Đây. Đây là tương ngọt. Bì cuốn chay mình sẽ chấm với lại tương ngọt nha các bạn. Mình mời các bạn thưởng thức bì cuốn chay với lại gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.